Xin chào mừng tất cả bạn đã quay trở lại với NBA Việt Nam Special để chúng ta cùng nhau tiếp tục theo dõi cuộc đụng độ thứ hai của ngày thứ đó hôm nay. Cuộc đụng độ giữa Philip đối đầu với nãy thua xong quên tên à Rockwell. Thì ở trong ván thi đấu vừa rồi cái sự chênh lệch đến từ cả hai đội là quá nặng đi khi mà bên phía của Rockwell chênh lệch ở đường trên, nói thẳng ra là 89 8 8 8 89 17 Chín ba 89 ba 17 đã 8933 8917 đã không có được một màn trình diễn ổn lắm so với một màn debut không ổn lắm. Còn trong khi đó thì không cần nói tới Nuguri, Nuguri chắc là MVP của trong trận đấu vừa rồi, bởi vì sân khấu là một mình anh ta diễn, anh ta độc tôn hoàn toàn, ngoài ra thì không có một ai sáng hơn anh chàng này cả. Thì trận đấu vừa rồi là một trận đấu, tôi nghĩ đó không phải là một trận đấu mà đó là một cảnh mà chúng ta thường hay thấy trong phim Nhật nhiều hơn. Nó quá kinh dị và nó thật sự khiến cho bản thân, nếu như tôi là một thành viên nào đó của Rock Warrior thì tôi sẽ bị sang chấn tâm lý mất vì trận đấu quá hủy diệt. Không cần phải nói quá nhiều về trận đấu vừa rồi, chúng ta hãy nói tiếp về trận đấu tiếp theo đi, khi mà liệu Rock Warrior có thể cải thiện được cái tình hình mà họ phải chịu trong trận đấu trước đó hay không, hay là họ vẫn sẽ tiếp tục nằm ra và hưởng thụ như là cái cách vừa nói. Đó là hồi nãy cái tên 8907 tự nhiên giờ đấy mới thấy là nó hơi có một cái gì đó tâm linh ở cái màn debut nha, tại vì 8 09 17 á là 17 phút thi đấu vừa rồi đến từ các thành viên của nó bao giờ luôn á. Tôi không biết là ở Đúng. trong máy thi đấu có 8 09 và 11 mới lộn quên 17 hay không, đến từ các thành viên của nó bao giờ không, nhưng mà ở trong cặp trận đấu ở trong máy thi đấu vừa rồi tôi không có cảm nhận được là sức mạnh của Rock bây giờ một tí xíu nào cả, ngay cả ở khu vực đường dưới khi mà cặp đôi KSM và Nakama không phát huy được cái sức mạnh MVP dành cho Rui đúng không, sao thoát được. Đây là một trong những MVP mà quá dễ dàng để bạn có thể dự đoán được, hãy nhìn vào màn thách thức thực sự mà nó quả tấm hình thực sự cực kỳ ngầu, với con Na kế bên nữa thì cái tăng độ ngầu lên gấp đôi gấp ba lần nữa. Hãy chiếu highlight vô xem nào, đây là những highlight nhẹ nhàng từ Noguri, sương sương vài quả đẩy đối phương bên trong tường rồi sau đó cho đối phương nằm xuống, đơn giản từ Noguri nhưng nó mang lại sự chất lượng cũng như là tính hiệu quả cực kỳ cao, và đặc biệt là đường trên thắng một cách triệt để, không có cửa nào để cho con set này có thể tính cái câu chuyện lật ngược được cái thế mà đang được tạo ra bởi Noguri cả. Nói chung thì 8917 anh ta cũng chỉ mới là người chơi trẻ mà thôi, anh ta được đôn từ đội hình trẻ của Rockwell lên, cho nên việc anh ta chịu thất bại khá là nặng nề của trước Noguri như thế này cũng không phải là một điều quá là khó hiểu. Quan trọng là đối với một người trẻ thì cần phải biết vực dậy tinh thần của mình sau những thất bại như thế này và cố gắng trong những lần thi đấu tiếp theo. Còn trong trận đấu này, không chính xác là thậm chí là lần đối đầu tiếp theo này giữa Nuguri và 8917 thì anh ta cần phải vực dậy tinh thần của mình ở thời điểm hiện tại luôn để có thể có được một màn trình diễn tốt hơn so với trận đấu trước đó. Còn giờ thì chúng ta sẽ đến với những lượt cắm chọn giữa hai bên. Những lượt cắm đầu tiên vẫn rất giống so với trận đấu trước, đó là Nocturne được cắm, Ezreal được cắm, phía bên kia là Varus, Tahm Kench, khi mà bộ đôi đường dưới Tahm Kench Senna cũng là bộ đôi thủ khá tốt đến từ phía của Phần Vest Phoenix. Đúng là như vậy, họ chỉ có một cái thành viên của Rose, do họ có một thay đổi nhỏ trong cắm và chọn tí xíu khi hỗ định là cắm con Tahm Kench, dễ hiểu mà thôi. Hồi nãy con Tahm Kench đánh phòng thủ tốt quá, nó khiến cho Kai'Sa với Kama không thể làm được gì. Cơ bản á, bạn đánh một con tướng hỗ trợ thì hướng tấn công cũng hơi khó để làm được gì với một Tahm Kench và Senna lắm rồi. Và bạn chọn một con Kama nữa ở đường dưới coi như là bỏ bục luôn, không có cách nào hết trơn rồi. Rose cảm nhận như là cái ván thi đấu trước con Rumble vẫn thở được, họ cảm nhận cái sức sát thương đến một con Rumble chinh phục vẫn ok, họ cảm nhận có Kai'Sa vừa rồi cũng ok, chỉ có điều là đường trên cũng như là một khoảng thời gian đầu nó không mấy thuận lợi lắm, một pha tỏa sáng từ Green nó mới khiến cho cả một khoảng thi đấu đi mà thôi, cho nên họ vẫn tự tin là với cặp đôi rừng cũng như xạ thủ này thì bây giờ vẫn có thể tính tới câu chuyện là giành chiến thắng ở trong bảng thi đấu thứ hai. Vừa rồi thì VinFast họ vừa nhá con Diana, một vị tướng cũng được tăng sức mạnh khá nhiều ở việc lựa chọn đi rừng. Nhưng mà Diana thì phần nào đó đánh nhau ở cấp độ 1, con tướng này khá là yếu và cái công cụ gank của nó từ cấp độ 1 đến cấp độ 5 á thì nó không phải là quá nhiều, nó không có CC cứng, nó chỉ một tình huống lao vào và cần đòi hỏi ở khu vực đường phải tạo được tiền đề cho con Diana này. Và bên phía Paris vẫn quyết định chốt lại ở khu vực nửa bản đồ của mình là Tristana cộng với đó chính là Alistar. Còn trong khi đó phía bên kia Rockwell họ hoàn thành đó là còn Kai'Sa, còn Rumble cộng với Sylas. Tôi Tôi chọn xe lắp. ám ảnh con Kai'Sa này đến mức là tôi nhiều khi tôi đọc lộn tên của con tướng này thành con Gala.
Ờ công nhận Gala hoặc là Slayer của chẳng hạn cũng hợp lý, còn cũng hợp lý mà thôi, bởi vì Gala nó có màn trình diễn rất tốt ở trong cả OG, ở không chỉ là ở EPM mùa rồi ở trong trận đấu chung kết mà còn lại MSI thì có vấn đề gì chúng ta không có thể gọi ra được không? Gala cả. Nhưng mà cái quan trọng đó là đây là một trong những vị tướng làm nên tên tuổi rất nhiều xạ thủ ở trong khoảng thời gian gần đây, thì không có vấn đề gì mà chúng ta không thể nào tôn vinh, đó là một trong những con tướng gọi là biểu tượng của xạ thủ ở trong những mùa giải này. Salah là sự lựa chọn tiếp theo đến cả thành viên của Rock. Bây giờ trước đó sau khi mà họ đã có được Rumble cũng như là Kai'Sa, dễ hiểu nhìn phía bên kia một con Alistar với cái bất khuất, bạn lấy được nó, bạn trước trâu, bạn bơi vào giữa hình đối phương một cách cực kỳ dễ dàng. Với đội hình này có Velofonis mà con Salah này mà lấy được cái bất khuất nữa thì phải nói là sẽ rất dễ dàng để cho những tình huống tạo được cái tiền đề rất lớn dành cho Fox để cho tiến sâu một cái xa hay mưa tên lửa từ Rumble chỉ không gặp mấy khó khăn lắm để họ có thể tạo ra một cái lượng sát thương khổng lồ và quen không nằm trong lượt cấm. Tôi không biết là gì phải nói không biết không chọn lại vỗ tay liền trời ơi tướng mới vô mà vỗ tay liền Wow, vỗ tay Viego. liền Khoan, Viego nếu được thiệt rồi. chọn Ê, thì chưa sẽ chưa dừng lại rất thiếu CC. từ từ dừng khoảng chừng là 2 giây, có chọn hay không đây, chọn chút đơn liền, chút đừng có say nữa, hãy chốt một con khán giả vỗ tay lớn rồi thì còn gì mà không phải là gì mua lúc Wow. nào, quá tuyệt vời, tuyệt vời, không còn gì để nói được cả. Bây giờ đang là thời điểm mà rất là nhạy cảm với săn sale cho nên phải chốt đơn ngay lập tức liền, và Vigo là con tướng được chọn bằng cái thành viên lớp Phoenix. Họ có sát thương phép mà, tức là cơ bản họ đã có con quen rồi cho nên họ sẽ không lo ngại lắm về các vấn đề sát thương phép nữa. Họ có một con quen để đảm bảo về lượng sát thương phép thì bây giờ họ có một con Vigo để đi cùng đường nữa. Trong Rogue Warrior cũng có được con tướng phải nói là hiện tại đang là một con meta, một trong những con tướng được chọn rất nhiều cùng một đường trên, và ở khu vực đường giữa nó cũng có thể được chọn ở bất cứ một tình huống nào đó mà cảm giác như con ngựa không đi đường được. Thì đây, đây là kèo mà chúng ta rất là mong chờ, một con ngựa không hiện tại đang quay trở lại và một con tướng phải nói là đang là một những hot meta cũng như là được đánh giá là khá là OP trong những pha solo kèo 1-1. Nhưng nhìn chung nha, bên phía Rock Warrior đang có rất nhiều công cụ giao tranh tổng, đó là Wukong với cái lốc xoáy tinh thần, đó là Rumble với mưa tên lửa, và thậm chí là những tình huống cướp chiêu cuối của Sadat, anh ta sẽ ưu tiên cướp vào chiêu cuối của Chris và sau đó lao thẳng vào đội hình của đối phương với khả năng trâu bò của mình, và thậm chí là Rakan với những tình huống mở bộ pháp thần tốc. Trong khi đó bản thân của FunPlus họ đang đánh một đội hình với 3 DPS, với Tristana, với Viego và với Gwen, đều là những vị tướng gây sát thương theo thời gian. Và cái công cụ mở của FunPlus nó phụ thuộc rất nhiều vào khả năng lao vào của Adia và thậm chí là khả năng lao vào combo nhiều người đến từ bên phía của Chris với con bài Alyssa của mình. Thì để xem, tôi thấy các thành viên của FunPlus họ khá là tươi và họ đang khá là thoải mái, cho nên chắc là đây là một trận đấu họ muốn cống hiến hết sức mình với những vị tướng mới ra và với những khả năng trình diễn kỹ năng của họ. Thì chúng ta sẽ nhìn kèo thôi, nhìn kèo ở khu vực đường trên thì tôi có nhớ có một không nhớ là anh Tùng hay là ai nói tôi nữa, tại vì cái điểm có một cái điểm mấu chốt để đi đường thường á, con quen á có cảm giác như nó bị sợ những con tướng tay nhiều tí, còn trong khi đó thì ở kèo khu vực đường giữa Salad đụng độ với lại Vigo, kèo này thấy rồi, vì kèo này ở LCS đã từng thấy rồi, và kèo này phải nói là đây là một cái kèo mà kẻ tám lạng người nửa cân vẫn chưa biết được ai sẽ là người hơn ai cả, khi một lượng sức sát thương đến từ cả hai đội rất là khủng khiếp, và chưa kể đến là đây Vigo thật sự mà nói cái W mà trúng một cái trao đổi vô thức kiểu gì cũng lời, còn trong đó Silas thì bạn phải đòi hỏi cái dây xích của bạn phải trúng thì khi đó bạn mới tự tin là lượng máu của mình nhỉnh hơn so với đối phương. Nhưng vẫn phải nói là về câu chuyện kỹ năng cá nhân đến từ cả hai người chơi khu vực đường giữa sẽ là một trong những mấu chốt để quyết định là kèo Vigo cũng như là kèo Salad ai sẽ là người nhỉnh hơn. Hector thật sự chúng ta cũng đã thấy được là lâu lắm rồi đúng không nào, cũng là một khoảng thời gian rất là dài rồi, tại vì hồi đợt trước thì một tí xíu về dịch cho nên hơi khó để có thể nghe được những cái tiếng khán giả to như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ được nghe nó và được cảm nhận nó. Bây giờ tôi cũng đang thật sự nhớ GGCDM những giải đấu ở Việt Nam chúng ta rất là nhiều rồi, nhưng mà hiện tại thì vẫn đang khá căng thẳng cho nên chưa thế nào được, nhưng mà không sao, cái quan trọng đó là không khí hiện tại ở EPL đang rất hấp dẫn. Một con mắt được cắm bùa đỏ và chắc chắn rồi Thiên sẽ là người khởi động cái bùa đỏ trước, nhưng kỳ này thì được sự hỗ trợ đến từ Tristana cũng như Lista rồi, thậm chí là cả Erudis chủ động dùng cho mình một bọc thuốc súng để có thể hỗ trợ tối đa tốc độ của mình cho Thiên. Thiên sẽ ăn bùa đỏ trên tầm nhìn của đối phương. Tôi nghĩ là bên phía FunPlus phần nào đó dự đoán được điều này, chỉ đơn giản là họ
không, chính bản thân của Thiên vừa rồi cũng cầm máy quét, nhưng mà tao quyết định là không quét con mắt đó. Hình như là họ không biết đúng không? Vẫn hơi khó hiểu. Còn trong khi đó kèo đấu ở khu vực đường trên khoảng thời gian ban đầu, bản thân của hai người trên đường trên này nha đều cầm cho mình đó là thiêu đốt, nghĩa là không hề có một sự chênh lệch về mặt phép bổ trợ nào cả. Trong khi đó khu vực giữa thì Viago và Salad đúng như anh Trung vừa nói từ trước đó là một kèo khá là nặng về kỹ năng. Còn giờ thì nhìn chung là cái tốc độ đi rừng của cả hai người chơi đi rừng đều gần như là ngang nhau. Đúng là như vậy. Fox trong khoảng thời gian đầu thường thì con Salad ở trong những cấp độ đầu tiên sẽ hơi khó, để có được những pha trao đổi chiêu thức nó đòi hỏi khá nhiều về khả năng đẩy. Nhưng mà cái tốc độ đánh đến từ con Vigo cũng như là cái sức sát thương của nó trên kỹ năng Wii cũng là tốt, có thể giúp cho cái lợi thế ban đầu giúp cho Doenbi luôn chủ động trong thế đẩy là tốt hơn rất nhiều so với Salad. Cũng là một trong những cái tiền đề lớn để giúp cho Odi có thể di chuyển sang rừng đối phương bên kia và cướp ngay lập tức. Để xem là Thiên có thể cướp được không, nếu như Thiên cướp được con bùa đỏ này của Icecock thì sẽ rất thoải mái. Hãy nhìn kìa, hướng di chuyển của Thiên rất thông minh, không bị phát hiện. Và bùa đỏ vẫn đang bị tận dụng, đang gồng, chưởng được hay không, chưởng không trúng. Nhưng vẫn đang có một lượng sát thương khổng lồ được tạo ra. Mất tóc biến nhưng không thể nào có được bùa đỏ, vẫn đang phải bỏ chạy. Vót cũng đang phải bỏ chạy, ta cũng mất tóc biến theo. Hai phép hỗ trợ tóc biến là biến của Rockwell giờ đã không còn nữa. Và đây là một trong những giai đoạn phải nói là rất khó khăn nhìn con Salad. Cơ bản là bị tướng tay ngắn mà bạn đang bị mất kiểm soát ở nửa cánh trên nữa, thì cái hướng di chuyển của bạn đang càng ngày càng bị hẹp lại. Và FunFest họ đang hình thành được hai đường thắng ở khu vực đường giữa và khu vực đường trên. Đường trên thì Nuguri bắt đầu có một lượng chỉ xuyến cách biệt nho nhỏ so với 8917 và một pha lao vào gây một lượng sát thương cực kỳ lớn với nơi tại kết hợp với Wii. Còn trong khi đó khu vực đường giữa thì Doenbi liên tục có khả năng trao đổi tốt hơn, nhưng anh ta đang gặp nguy hiểm. Anh ta bị bắt lại, anh ta đang bị làm chậm, bị đốt, nhưng sát thương là không đủ. Cái nỗ lực vừa rồi đến đường Fox là rất đáng để có thể khen ngợi được. Anh ta muốn lấy cái bổ trợ, nếu như không ít nhất là phải bổ trợ, còn nếu như tốt hơn nữa lấy mà hạ gục. Nhưng đáng tiếc thay là khả năng tàng hình đến từ Doenbi nó quá tốt, và sau khi sẽ xích của Fox sử dụng xong thì cũng đã quá gần trụ rồi, cho nên không thể có thể tác động tiếp được vào người của Doenbi nữa. Và Doenbi vẫn còn giữ được cái tóc biến, một trong những điểm quan trọng để giúp cho Doenbi có thể tiếp tục có được một khoảng thời gian thông thoáng hơn rất nhiều so với người chơi đường giữa phía bên kia. Còn trong cái đó thì sau khi cướp được bùa đỏ xong, chúng ta rõ ràng là cái sức ảnh hưởng đến từ Icecock nó cũng không còn lớn nữa. Anh ta mang theo thu thập, nhưng bạn không có bùa đỏ thì khả năng găng ban đầu đến từ một con Rumble nó bị giảm đi rất rất nhiều, rồi bạn có thể nào dựa vào lao điện được. Đôi khi những cái tác động đến từ cái đòn đánh tay làm chậm là một mấu chốt, nó hất tung được cả hai người nhảy lên bắn. Wuzi đang quay trở lại tấn công lấy được tóc biến đến từ Aerobes, nhưng Aerobes vẫn có một lượng máu lời hơn so với đối thủ không đều, và Fallen Phoenix vẫn chưa có được màn cùng đầu tiên nha mình. Đường dưới thì mất hai phép hỗ trợ và thậm chí là tốc biến của Aerolis, nhưng họ đổi lại được là lượng máu lớn mà bên phía của Wuji cộng với Kai Xuân phải nhận. Đầu bên phía của FunFest họ bắt đầu kéo xuống khu vực dưới. Đúng, họ muốn có một sự thắng lợi rõ rệt ở khu vực đường dưới này luôn, nhưng mà đáng tiếc thay là chỉ ép được hai thành viên phía của Rockwell lùi về mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rất rõ ràng là ở cái tình huống đầu tiên nó đã khiến cho cái tình huống này đã xảy ra. Đó là một pha mà lợi thế cực kỳ lớn sau khi lấy được cái bùa đỏ xong, lợi thế khu vực đường dưới, cái tóc biến từ Fox không còn nữa. Họ tận dụng những cái điểm nhỏ đó để họ khiến cho khu vực đường dưới cũng sẽ có được những kịch bản nó cũng tương tự giống như những người đồng đội hiện tại ở khu vực đường giữa, gồm có Fox cũng như là Icecock, những người hiện tại đang chơi rén hơn rất nhiều so với đối thủ phía bên kia. Nhưng hãy nhìn Fox vẫn đang rất tự tin. Icecock đang muốn di chuyển ra đây nhưng Doenbi đang tàn hình, lao điện của Icecock không đủ chính xác lắm, và các thành viên của Philip Phoenix vẫn đang lùi về đường thành công, và Doenbi vẫn đang chơi một cách khá an toàn. Anh ta chưa bị mất phép bổ trợ cũng như chưa bị mất mạng, một trong những điều phải nói là rất đáng khen ngợi cho người chơi đường dưới Philippines sau một khoảng thời gian rất dài rất bao giờ nhắm vào anh chàng này. Kai Sun đang di chuyển cùng với những người đồng đội của mình và anh ta muốn tìm kiếm cơ hội bắt lẽ một ai đó bên phía FunFest ở khu vực nửa trên, nhưng mà FunFest họ rất tỉnh, họ cũng cử cho Chris lên khu vực nửa trên để có thể kiểm soát tầm nhìn. Có lẽ là hai bên sẽ tạm thời chậm nhịp một chút. Thiên tận dụng cái thời gian trống, anh ta kiểm soát con rồng đầu tiên của ván đấu là con rồng đất, một pha kiểm soát rất tốt vì phần nào đó thì bên phía của FunFest đã đoán được vị trí của Icecock ở khu vực ở trên rồi. Như vậy thì cái lợi thế về mặt phép bổ trợ ở khoảng thời gian đầu FunFest vẫn chưa tận dụng được quá nhiều, nhưng họ cụ thể hóa nó bằng việc giúp lan tỏa cái sự thắng được của mình xuống khu vực nửa dưới bản đồ và có luôn cả con rồng đầu tiên của ván đấu. Thật ra như vậy là được rồi, tức nghĩa là họ sẽ đặt ra, ví dụ bạn sẽ đặt cái mức độ thành công của bạn thì đây là mức độ thành công Philip Phoenix họ sẽ đặt ra ngay từ thời điểm ban đầu.
tức là bạn sẽ suy nghĩ từ những điều nhỏ nhặt nhất, sau đó bạn mới hẳn suy nghĩ từ những điều to lớn nhất. Thì bây giờ Peloponnese họ đang làm được những điều nhỏ nhặt nhất nhưng nó đủ lợi thế. Đầu tiên là về cái câu chuyện rừng, thì hãy nhìn cái sự chênh lệch về rừng thiên kiểm soát được con rồng rất sớm. Nó sẽ kèm thêm một câu chuyện, đó là sẽ không có những pha trao đổi giữa sứ giả với con rồng đến từ Peloponnese với lại Rockwire. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái việc đẩy xuống khu vực đường dưới nó khiến cho cái kèo này đang là Elevate Farm hơn rất là nhiều. Và cái thứ ba nữa là việc mà rừng của bạn kiểm soát tốt hơn á, con ngộ không khu vực đường trên cũng không dám có được những tình huống trao đổi chiêu thức với lại con quen phía bên kia. Tại cơ bản Noguri đang nắm giữ một trong những con tướng khả năng solo một rất khỏe, và bây giờ cộng thêm câu chuyện là con Udi có khả năng găng sớm nữa, sự rén nó phải có đó từ 8917, cộng kèm theo đó là bốn thành viên còn lại của bây giờ cũng không thể làm được gì. Một trong những thành công nó nhỏ nhưng nó đòi hỏi ở trong khoảng thời gian đầu này bạn đã thực hiện được bởi Peloponnese. Nhìn tới nhìn lưu một hồi thì khoảng cách trên là vì chỉ số quái vật rừng đã là 20 chỉ số quái vật rừng giữa Thiên và Icecock. Icecock vừa ăn xong cho mình đó là 7 cốc nên ta được tăng thêm 4 chỉ số quái vật rừng nữa, nhưng vẫn là một khoảng cách trên là chỉ số quái vật rừng quá lớn. Khu vực đường dưới liên tục là áp lực, nhưng mà Eldritch có một tình huống xử lý khá là tốt để có thể sử dụng cái dầm mềm tên lửa của mình, anh ta vẫn an toàn, lính được đẩy vào, và đơn giản là Eldritch cụ thể hóa của lượng tiền của mình có được bằng cách biến về và lên đồ. Khu vực đường trên thì Thiên sẽ tận dụng nhịp đẩy của Nuguri liên tục đẩy được, và anh ta sẽ ăn con sứ giả, mắt được phá, và Chris cộng với Eldritch tầng không, Chris thì vẫn ở lại khu vực đường dưới, còn Chris thì di chuyển lên khu vực đường trên ban đầu để có thể hỗ trợ cho người đội của mình. Để coi là Phó quyết định sẽ lấy cái chiêu cuối của ai ở trong mấy thành viên này, chắc là lấy bất khúc của Chris là đẹp nhất có thể bơi được, đó là sứ giả và các thành viên của Peloponnese, để xem họ tràn ra họ đánh. Tôi nghĩ là họ không cần tràn, cái góc này tràn ra đánh nhạy cảm lắm, họ ngừng là được rồi, họ có được con sứ giả khai nước là được rồi đấy. Tức là bạn đang bắt đầu từ từ biến những lợi ích nhỏ đó thành những lợi ích to. Bây giờ Rakan đang phải bỏ chạy, anh ta bị gõ đến mũ người và anh ta chỉ còn gần nửa cây máu mà thôi, phải có sự hỗ trợ từ đồng đội của mình. Lợi thế đang rất lớn. Sát thương của một con rồi. Anh nói đi. Sát thương ở khoảng thời gian ban đầu của Thiên khá là nhiều với một con Odin như thế này. Rồi như vậy thì lợi thế đã bắt đầu có, họ bắt đầu kiểm soát được mục tiêu. Đầu tiên là rồng ở khu vực dưới, bây giờ là sứ giả, trụ cũng đang liên tục được bào đi ở khu vực dưới bản đồ. Để tôi coi, chỉ còn hai lớp giáp trụ, hơn hai lớp giáp trụ một tí, thì nếu sứ giả được thả khu vực này hoàn toàn có thể lấy được trụ đầu. Nhưng mà câu trả lời của Fenris là không, bản thân Eris hoàn toàn đủ sức để có thể bào được những lớp giáp trụ đó mà không cần đến sứ giả. Đúng là như vậy, nói chung là nó hợp lý dành cho Thiên, bởi vì làm bởi vì anh ta đang có một cái tính mà chắc chắn chúng ta hay nghe ở trong khoảng thời gian đó là tham nam, đó là anh ta đang muốn có được thêm những lớp khiên trụ ở những cánh còn lại. Nên anh ta cảm nhận đường dưới bây giờ lấy dễ quá, thì anh ta sẽ chuyển thiện cánh khác từ Ice Cook vẫn còn đó tóc biến, anh ta sử dụng rải vào từ đó, sau đó mất tóc biến bỏ chạy đi, Nuguri mất chiêu cuối. Trong khi đó thì Ice Cook mất khá nhiều thứ trong tình huống rồi, nhưng mà nhìn phía bên này thì Palomino cũng mất khá cái thiêu đốt đó từ Nuguri cũng như cái tóc biến đó từ DNB. Thiên đang di chuyển xuống đây muốn thả luôn à, một pha combo vào đến từ Crip, lượng sát thương dồn và chưa đủ. Tôi nghĩ chắc Thiên không muốn thả khu vực đường dưới này đâu. Nếu như thả sẽ thả vào trụ 2, chứ cái trụ 1 này bây giờ nó nằm còn trong tay của Elvis. Bây giờ ta búng là gãy mà thôi, chứ ta không hề lo ngại gì lắm. Chỉ còn một đôi giáp trụ mà thôi thì thả có vẻ là hơi phí một tí. Trong khi đó khu vực giữa DNB có được khoảng trống và anh ta cũng bào đi được một vài lớp giáp trụ, và sẽ là hai lớp giáp trụ khu vực trên Nuguri. Đây có nguy hiểm chăng? Anh ta có vẻ là không nguy hiểm. Không, anh ta đang bị đốt rất đau. Anh ta đang bị tấn công và nó là solo kill không chính xác, là mạng dành cho Icecock. Trước đó thì bản thân 8917 đã có được một lượng sát thương khá lên người của Nuguri rồi. Đó, thả ở khu vực đường giữa, thấy đủ tiềm năng nè. Khi mà thấy con Rumble ở thì đã khu vực trên, Fox đang lao vào để xem nào. Anh ta quăng sợi xích trúng vào con lính chứ không phải là trúng vào con cua, được nhân 3 lần cái tượng tính cái thân hình của nó lên. Nhưng mà như đó là đủ để cho các thành viên bây giờ có thể tính tới câu chuyện đó, tiếp tục nâng cao được cái lượng kinh tế. Nhưng sao rồi, đơn giản dễ hiểu, quen hết dư cuối, tức là cái khả năng gây sát thương đến từ một con quen đã bị hạn chế rồi nhiều rồi, thì nó sẽ đồng nghĩa việc là dễ bị hạ gục mà thôi. Chọn được thời điểm rất thích hợp để có thể dứt điểm được đối phương. Nhưng mà tôi nghĩ là cái việc cải thiện kinh tế chẳng chưa là bao nhiêu cả, tại vì trong tình huống vừa rồi thì chúng tôi mất mạng, nhưng bù lại chúng tôi có những lớp khiên trụ khu vực đường giữa, nó đang càng ngày càng nhiều hơn rất nhiều. Và trước khi đến hãy nhìn cái điều kiện họ cần để thắng, bây giờ họ đã làm được một phần rồi đó. Họ đang có được một con Krishna được thả rong hoàn toàn ở tất cả những cánh còn lại, để có thể tiếp tục lấy được thêm những lớp khiên trụ còn lại nữa. Và việc tham nam như thế là đang khiến cho các thành viên càng ngày càng thăng thiên trong tất cả mọi hành động của họ.
Mặc dù đúng là đang là 0-1 nhưng hãy nhìn vào tất cả những cái điều còn lại thì bên phía của Philip Phoenix vẫn đang nhỉnh hơn đối phương ít nhất là một thứ, một trụ. Và bây giờ họ có thể sẽ có một khoảng cách 2 đồng so với đối phương luôn. Phoenix sẽ có thể hình thành được một áp lực linh hồn rồng rất sớm dành cho bên phía của Rockwell, và con rồng đó thật sự là con rồng quá đẹp, linh hồn rồng lửa trong trận đấu này. Và bởi vì có hai rồng sớm như thế này, khoan đã, Dolby gặp được Fox ở đây vẫn quyết định lao vào trao đổi chiêu thức, còn phía bên kia là mưa tên lửa được rải ra, Thiên đang chặn đầu. Ui, và Ice Cup đã bị anh ta đang phải bỏ chạy. Ice Cup đang cố gắng xoay nhưng xoay chưa đủ sát thương, và Eldritch nhảy thẳng vào. Eldritch liên tục có được một hàng gục, anh ta nhảy lên thêm một lần nữa. Em tóc biến của Uchi lao vào combo, nhưng Nuguri bằng một cách nào đó ở khu vực rơi bản đồ, anh ta lại phải nằm xuống. Ai đã tới thời điểm anh ta phải trả thù, đã tới thời điểm anh ta phải trả thù, và sự trả thù ngọt ngào đến từ con khỉ đã làm rất tốt trong tình huống vừa rồi. Ừ, ở trong ván đấu trước bạn ăn bao nhiêu thì ui, hãy nhìn Eldritch chơi một cách rất rất lực lượng, anh ta đang muốn tiếp tục bắn vào người Uchi. Đáng tiếc nha, quả đó mà bắn ở ngay thời điểm mà nó chuẩn bị nổ khoảng 0.1 giây, tôi nghĩ là có double kill dành cho Elevate rồi đó. Mà đáng tiếc thay là pha vừa rồi nó không đủ thời điểm lắm. Như vậy thì cái pha đó rồi đổi. Quân tử trả thù dịch chuyển chưa muộn, đây là thời điểm rất thích hợp. À, Dolby dịch chuyển nha, không sao, anh ta chuẩn hụt và ngay lập tức có thêm cú dịch chuyển nữa, nhưng đến từ bên phía của 8917, Dolby bị lỗ trong pha này rồi. Rồi, như vậy thì Dolby chỉ lên khu vực đường trên và cố gắng đón được lính này mà thôi. Anh ta không khai thác được mạng hàng gục, nhưng vẫn quyết định lao vào. Người vòng ra tới sau là Chris, nhưng mà hơi khó để có tiền đề giúp cho bên phía của Fablet hạ gục được mạng của Fox, vì Fox còn khá là nhiều công cụ. Chris lên thì Fox lại có thêm một cái bất khuất để anh ta có thể chống chịu thêm nữa. Khoảng cách trên lệch về tỷ lệ hiện tại, mặc dù Fablet đang bị dẫn về mạng hàng gục là 1-2, nhưng mà họ đang có khoảng cách trên lệch là gần 2.000 tiền. Đơn vị sau cái pha dịch chuyển vừa rồi thì anh ta cũng không có mang lại cái gì nhiều lắm. Nói chung là từ nãy giờ đơn vị vẫn chưa có được bất cứ một cái... Đây đây, chúng ta sẽ pha solo kill 1-1. Thực ra thì bản thân của con Gwen này á, nó không có... Nó không thể counter được bất kỳ chiêu thức nào của con Wukong cả. Còn đây là một tình huống giao tranh khi mà Kaisun là người thấp máu, nhảy thẳng lên đến từ Eldritch ép tóc biến. Hedavid chiến thế nhờ, Hedavid chiến thế nhờ. Anh ta khá là chiến trong những tình huống xử lý của mình đó nha. Tôi đang cảm giác như là anh chàng này như kiểu nhảy lên bắn bất chấp và không hề lo ngại là đối phương sẽ có giữ hiếp. Thực ra là cũng dễ hiểu, tại vì chúng ta nhìn vào ở trong đội hình này cũng chỉ có một số cái công cụ có thể khiến cho một con Tristana sẽ ngại bắn. Ví dụ như cái mưa tên lửa, một pháo quang sẽ xích W hay là R gì đó đến từ Kai Xuân, và R vừa rồi đến từ 8917. Nhưng chúng ta nhìn vào trong tình huống vừa rồi thì chúng ta là đại đa số nó không có đủ. Pha vừa rồi thì Uzi, pha vừa rồi thì Fox lao lên e một cái, anh ta không có khoảng thời gian cũng như khoảng không đủ để anh ta e ngược lại. Còn trong khi đó là 8-9-7, pha vừa rồi cũng không có xuất hiện, cho nên không đủ lực để có thể uy hiếp được một con Tristana trong thời điểm đó. Rồi, như vậy thì hai bên vẫn đang tạm thời chậm nhịp lại. Nó khác hẳn so với trận đấu trước khi mà FunPlus chủ động tấn công liên tục, và thậm chí là những pha phản công của họ cũng rất chất lượng. Nhưng mà hình như là vẫn chưa dừng lại đâu, Thiên vẫn tiếp tục lao lên. Nãy giờ chỉ vẫn đang đánh liên tục nhưng mà chưa có mạng thôi. Hất tung được nhưng hất tung nhầm cái bóng của khỉ. Để xem nào, trưởng chúng hay không đây, trưởng chúng được một thành viên. 8-9-7 mất chiêu cuối bởi một pha đẩy rất đẹp đến từ LWS. Đây là pha đẩy rất tốt. Cái quan trọng bây giờ sau pha đẩy nó sẽ như thế nào. Elphanelephanet đang có một cơ hội rất lớn, họ có thể tiếp tục có công trình. Họ nắm giữ được con sứ giả khe nứt rồi, thì bây giờ họ sẽ có thể thả nó ra để có thể có được những công trình. Cái công cụ lớn nhất để giúp cho bên phía của Rock bây giờ có thể suy nghĩ tới câu chuyện mở tranh cực kỳ đẹp là cái xoáy đến từ con ngộ không. Bây giờ con ngộ này nó không có chiêu cuối, thì lấy cái gì ra để cho các thể Elphanelephanet gây gặp khó khăn ở trong công cuộc phá những công trình còn lại của Rock bây giờ? Đây câu trả lời là không có. Bây giờ đã có thả mưa tên lửa, hãy nhìn kìa, thả mưa tên lửa đón chào năm mới đến từ con Rumble, chứ ngoài ra nó không mang lại bất cứ một cái ý nghĩa gì cả. Rock bây giờ thất bại trong việc có thể đáp trả là ngược lại những điều mà nãy Phoenix đã gây ra cho họ. Rồi, khoảng cách chính là được tăng lên là 3.000 tiền ở phút thứ 16 của ván đấu. Rồng tiếp theo của ván đấu sắp ra. Bên phía FunVerse sẽ bắt đầu dịch chuyển cái sự quan tâm của mình xuống khu vực nửa dưới bản đồ, và bắt đầu dịch chuyển cái lượng tầm nhìn của mình xuống khu vực nửa dưới. Dolby sẽ là người lên khu vực đường trên và đẩy xong cái đợt lính này, và sẽ thổi ngộ với những người đội của mình nếu như bên phía của Rockwell có ý định tranh chấp ở con rồng thứ 3 này. Còn giờ thì FunVerse vẫn chỉ đang set up các thế lính quanh khu vực đường mà thôi.
họ có những cái mình cần rồi, tức là họ bạn đã có những công trình thì bây giờ những cái điều còn lại cơ bản của bạn là đi cắp mắt ở bên trong rừng của đối phương để kiểm soát cái thế đối phương di chuyển muốn bắt lẻ gì đấy chẳng hạn. Thì đó là nhiệm vụ của Velophonics, họ sẽ đợi, bởi vì thời điểm này là thời điểm bạn đang nắm giữ hai con rồng, tức là cái công cuộc đó bạn có thể, cái tốc độ đó bạn có thể có được cái linh hồn rồng nó nhanh hơn rất nhiều so với lại Zero Dark Fire và lần nữa solo 1. Nhưng không, kỳ này thì tôi có đồng đội và Thiên bây giờ mới thả ra, hãy nhìn kìa, trong chống che của Nobita đang cố gắng lướt đi về. Còn trong khi đó thì phía của Rock bây giờ ở trong giai đoạn hiện tại để coi lấy được các công trình, câu trả lời là chưa nha, họ vẫn chưa có được bất cứ một công trình nào cả, đường giữa, đường trên và đường dưới, đặc biệt là đường trên sau các solo kill vừa rồi thì ngộ không cũng không có nhiều góc lắm để có thể lấy được cái trụ đầu tiên từ trên bên phía của Velophonics, phải kêu gọi đồng đội của mình lên, đó là sai lắm. Nghĩa là Fenverse họ đang có một cái cỗ máy bào trụ khá là tốt, đó là Aeris được thả ra các khu vực đường. Và thậm chí là ở những khu vực mà được thả CJ Khai Nức, bản thân của Nuguri cũng biết tạo lại thế để cho đội của mình có thể thả một cách dễ dàng nhất. Rồng thứ ba nhẹ nhàng thuộc về bên phía của Fenverse, mặc dù trận đấu này nó không áp đảo quá nhiều về mặt hạ gục như trận đấu trước đó, nhưng mà bản thân lợi thế mà Fenverse tạo được cũng không khác gì nhiều so với trận đấu trước đó là mấy, khi mà khoảng cách chênh lệch cũng là khá là nhiều. Thời điểm hiện tại 3 rồng, 4 phút nữa, hơn 4 phút nữa, con rồng thứ tư của bán đấu và là linh hồn rồng lửa dành cho bên Fenverse, nếu như họ ăn được sẽ là một áp lực rất lớn cho Rock Warrior nếu như họ không tiến ra đây mà tranh chấp. Nó hơi khó dành cho bên phía của Rock Warrior thật sự, bởi vì cơ bản là họ nó đòi hỏi nhiều điều kiện quá, nó đòi hỏi là một con Sylas phải bơi được vào giữa đền của đối phương. Nhưng mà bơi được không là một câu chuyện khác, đội hình này cơ bản là bạn có tới 4 tay ngắn, tức có nghĩa là về 4 tay ngắn thì cái việc mà có thể che cho một tay dài bắn á, tôi nghĩ là khá đơn giản mà đúng. Nhìn vào thì không có đủ mức độ trâu bò lắm, nhưng chúng ta nhìn vào mặt thực tế thì đây là đội hình mà không cần phải đánh ở đằng tiếng sau của đối phương, chỉ cần đánh ở tiếng trước là đủ. Che cho một Trisada bắn tôi nghĩ là chắc là cũng đủ lực lắm rồi. Đội hình B là người sẽ đảm nhận đánh tiếng sau, còn 3 thành viên còn lại sẽ cố gắng là hỗ trợ cho một con Trisada có thể bắn được. Cơ bản là đội hình setup sẽ kiểu như vậy. Nhưng mà cái mấu chốt lớn đó là vẫn là cái điều mà chúng ta sẽ hay bàn tới trong mỗi trận đấu, khi mà lượng đồ nó chênh lệch nặng quá rồi thì sẽ lấy cái gì ra để có thể giành được lợi thế trong những pha giao tranh chẳng hạn. Một cái xoáy, một cái tinh lửa, hai thứ đó kết hợp lại với nhau để giết điểm Tristana chẳng hạn. Nhưng mà hơi khó, thực sự mà nói phải nói là hơi khó. Và nghĩa là công nhận có quá khó về bên phía của Rock Warrior trong việc là cố gắng tìm kiếm một vị trí của Aeris. Và khi mà bên phía của Fenverse có một ngưỡng sức mạnh vượt trội hơn so với Rock Warrior như thế này, thì một đội hình nhìn sẽ thương sẽ khiến cho Rock Warrior phải phân chia cái sự tập trung của mình lên nhiều mục tiêu khác nhau. Họ sẽ không thể dồn tất cả mọi thứ vào người của Aeris được, bởi vì lúc đó sẽ là thời điểm mà bản thân của DNB của Nuguri sẽ được chơi trong giao tranh, và một đội hình sẽ không sinh thế xương thì sẽ không sợ bị mất xạ thủ sớm. Còn trong khi đó bên phía của Fenverse, thứ quan trọng là họ tìm cách đẩy mạnh vào snowball ván đấu. Đây là điểm mà đội hình của họ đang đạt ngưỡng đó. Họ đang làm điều đó liên tục. Chúng cây xuân chém, mấy phát chém là mất nửa cây máu. Một pha đang bị đẩy ra 8-9-1-7 chưa rồi tung ra chiêu cứu của mình. Phót lấy cái bất khuất ra, một pha lao đến từ cây xuân nha. Ta quấy máu, ta phải lùi ra. Creep cũng đang rất yếu máu, Phót bị đẩy ra 8-9-1-7 lướt tới cây xuân đã bị nổ và ta chết. Và bây giờ sẽ là ai là mục tiêu tiếp theo? 8-9-7 đang bị tấn công, anh ta mất cái xoáy, anh ta bị bắn bởi Aerobit, bạn hạ gục dành cho Nuguri. Còn xin lỗi các bạn, đó là đôi MB, còn trong Nuguri đang liên tục gọi là nhất dương chỉ để hạ gục từng thành viên của đối phương. Nuguri có được hạ gục tiếp theo cho mình, Aerobit đã có được hạ gục tiếp theo cho mình. Tiếp theo sẽ là Ice Cook. Và Endgame chưa nhờ trụ đã bắn chết, nhưng không sao, có quái sạch cho được bên phía của Velophonics. Họ sẽ lấy cái con Baron này. Quá dễ dàng đúng không? Đây là một ván thi đấu mà quá dễ dàng rồi. Nhưng mà vẫn phải công nhận điều là Creep Fire rồi hay. Anh ta hai lần khiến cho cái nhịp tấn công nó từ Rốt bao giờ bị thất bại hoàn toàn, bởi vì không có góc để xoáy. Đúng, và một tình huống xuất hiện vô cùng kịp thời. Dunby cứ ngỡ là anh ta đâm hơi sâu, nhưng mà anh ta chủ động dùng chiêu cuối để có thể lùi về, và anh ta sống khá dài trong giao tranh. Còn đây là một tình huống nổ bọc thuốc súng rất nhiều sát thương, và dù có được hồi máu nhưng bản thân Kaisun vẫn phải nằm xuống, và là một tiền đề quá tốt để cho bản thân AWS được quyền nhảy và bắn một cách thoải mái. Còn đây là một đội hình với 3 mũi nhọn sát thương đến từ Fenverse thì bất kỳ ai cũng mạnh cả. Quét sạch hoàn toàn. Đợt lính vừa rồi hơi xui là nó không đủ lớn để giúp cho bên phía của Fenverse kết thúc ván đấu, nhưng mà họ vẫn có được con Baron, họ vẫn có được tiền đề để có thể đẩy nhanh thời gian ván đấu kết thúc hơn một chút nữa khi mà phút thứ 21, nhưng mà họ đã cầm được quá nhiều lợi thế.
Bây giờ thì set up đợt lính quanh khu vực đường giữa đợi linh hồn rồng ra, và họ sẽ có được linh hồn rồng lửa. Cơ hội do Rock Warrior tiến ra là không có. Chúng ta thấy thật ra cơ hội tiến ra còn là... bất kỳ tốc biến. Thật ra cơ hội tiến ra là có. Nhưng mà cái cơ hội sống sót là không. Cái vấn đề là chỗ đó. Đó sẽ là sự khác biệt. Họ vẫn có thể được quyền tiến ra đúng không nào? Đâu ai cấm đâu. Đâu ai bạn là cấm đâu. Lại một nửa lao vào tấn công đang có một pha hất tung, nhưng đó là hất tung đứt mọi đi ta, hất tung ba người đôi MP phía sau giữ chân được một tên của đối phương, đó là Kai Sung. Kai Sung phải lùi ra rồi. Phía cánh này Fox đang bị tập trung sự chú ý đến từ đôi MP. Anh ta chưa bị chém ở đôi MP, anh ta đã bị chém chết ở đôi MP. Phía cánh này Elvis cứ nhảy là có mạng, cứ nhảy là có mạng, nhúng nhảy hồ tây và có liên tục những mạng gục cho mình. 13 cho Philippines. Và ngay lập tức là họ đang chờ đợi để có thể end game, không cần tới con rồng nữa. Họ end game 13 cho Philippines và cách biệt 10k tiền đã được thiết lập. Ê, khoan từ từ, tôi hơi sai, 11k tiền mới là chính xác. Cái này nó chậm hơn thời gian kết thúc ván này chậm hơn so với lại cái ván thi đấu đầu tiên, nhưng kết quả vẫn vậy và 2-0 dành Philippines. Nói sao ta, trận đấu này đơn giản là ao trình giữa hai đội mà thôi. Khi mà mặc dù bên phía Fnvs đã bích một đội hình hơi thiếu CC ở giai đoạn giữa game nha, nhưng mà quan trọng là bên phía của Rock Warrior lại không trụ nổi lâu đến giai đoạn giữa game và tạo một pha combat 5v5 và tận dụng những cái CC, tận dụng những chiêu cuối giai đoạn tổng của mình tốt hơn. Mà thay vào đó là họ để mất lợi thế quá sớm, họ mất hai cái tốc biến trong thời gian ban đầu, họ liên tục để thua ở các khu vực đường, họ để thải con Tristana được pha một cách cháy máy, họ khiến cho con Tristana được quyền đi ở mọi nơi cả. Và khi mà bản thân của FNPlus có được 3 mũi nhọn tấn công thì mọi thứ dường như là không còn cơ hội nào trên phía của Rock Warrior nữa. Cái cơ bản chắc là từ cái tình huống, chắc là thường ấy, giống như hồi nãy chúng ta đã bàn về cái câu chuyện là lợi ích nhỏ nhưng hiệu quả to. Có nghĩa là cái tình huống cướp bùa đỏ đó nó khiến cho đôi MP cũng như là người chơi rừng của họ là Thiên có quá nhiều lợi thế. Và cái việc lợi thế đó họ bắt đầu san sẻ nó ở những cánh còn lại, đặc biệt là cánh dưới. Họ đẩy cho một con Kai'Sa, họ đẩy cho một con Rakan ra một phía xa, rất xa, cách biệt hoàn toàn so với trụ, mở một khoảng không rất lớn để cho một con Sisna có thể bắn và cũng như con Kai'Sa mất lính. Thế là bỗng nhiên đường dưới bị thọt theo cùng với lại đường giữa và đường luôn. Rồi đường trên thì đúng là những pha solo kill nó hơi khó hiểu tí xíu đến từ Nuguri, nhưng cơ bản đó là đường trên không đủ, một con Ngộ Không không đủ có thể gồng gánh ra hai cánh còn lại khi hai cánh còn lại đã bị thọc quá nặng so với lại cái tốc độ trận đấu rồi. Tôi chúng thấy được là khi mà bên phía của FNPlus có được lợi thế thì họ snowball phải đấu cực kỳ nhanh, họ tận dụng lợi thế từ những con rồng. Và ở ngay tình huống cuối cùng, đúng như anh Trung nói là họ bên phía Rock Warrior vẫn có quyền tiến ra, nhưng mà tiến ra còn sống hay không thì đó là một loại câu chuyện khác. Và thậm chí là khi mà họ tiến ra rồi, họ không có đường về, và bên phía của FNVS kết thúc ván đấu mà không cần tới con rồng thứ tư của ván đấu. Một trận đấu mặc dù là chậm hơn một chút so với ván đấu đầu tiên, nhưng mà kết quả vẫn là hai trận đấu vô cùng hủy diệt và một chiến thắng 2-0 nhẹ nhàng dành cho FNVS. Cảm ơn các bạn đã theo dõi FPL đến thời điểm hiện tại.